Hello hello, rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng cũng như chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của em Sơn. Buổi tối hôm nay em đã có mặt tại phường Dĩ An thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, gần xóm Vắng, gần trường học Lý Thường Kiệt và ngã tư Đồi Mồi, gần với ngã tư 550, gần khu nghiệp Sóng Thần, để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường đang kinh doanh buôn bán rất là tốt. Hiện tại đang kinh doanh buôn bán quần áo rất là sung. Đây là mặt tiền đường giao nhau giữa con đường Lý Thường Kiệt và con đường Nguyễn Trãi, thông từ Sóng Thần tới ngã ba ông xã nha. Mặt tiền đường xe đang lưu thông rất là tấp nập, ở đây kinh doanh buôn bán rất là tốt này. Ngay đây là đường Nguyễn Trãi nhé. Bên đây khu này hiện đang kinh doanh buôn bán rất là nhiều ngành nghề như xe máy, ô tô. Đây có salon ô tô này, đây siêu thị điện máy nhé, đầy đủ hết. Quý chị nào đang có nhu cầu mua nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán, hãy liên hệ ngay với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255, hãy alo cho em, hẹn gặp em ngay ngã tư Lý Thường Kiệt hoặc ngã ba ông xã, hoặc alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Em sẽ tư vấn dẫn cho xem nhé. Nay em sẽ quay một căn nhà mặt tiền đường đang kinh doanh buôn bán quần áo. Con đường này rất là sung nhé, tiện cổ lưu thông tấp nập luôn. Đây, căn nhà này có diện tích là chiều ngang 4m3, chiều dài 25m, nở hậu gần 5m, tổng diện tích là 122m2, thổ cư 100%. Nhà này mặt tiền đường thuộc dạng cấp 4 thôi nhé, đang kinh doanh buôn bán rất là tốt. Mặt tiền đường sung này, xe lưu thông tấp nập. Bây giờ em sẽ tắt điện thoại, em sang em quay căn nhà cho quý vị xem nhé. Giá căn nhà này chỉ 7 tỷ rưỡi thôi, 7 tỷ 500 triệu đồng cho căn nhà mặt tiền đường này nhé. Nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Căn nhà mặt tiền đường này đang kinh doanh buôn bán shop quần áo, hiện đang kinh doanh bán rất là tốt. Diện tích của căn nhà này là chiều ngang 4m3 và chiều dài 25m, nở hậu là 5m, tổng diện tích là 122m2, thổ cư 100%. Nhà mình là nhà cấp 4, đây này, ngang 4m3, chiều dài 25 nhé, nở hậu 5m, và nhà có hướng chính bắc, thuộc mặt tiền đường kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Hiện tại là đại lý nhé, đại lý bán là quần áo. Chiều dài của căn nhà này tới 25m, ở phía sau là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh, đầy đủ hết phía sau. Thì quý anh chị nào đang có nhu cầu xem thì em sẽ dẫn vào cho xem trực tiếp luôn nhé. Bây giờ em chỉ quay ngoài video bán hàng ngoài thôi. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là chiều ngang 4m3, chiều dài 25m, nở hậu 5m, tổng diện tích là 122m2, thổ cư 100%. Nhà này thuộc mặt tiền đường, thuộc phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 7 tỷ 500 triệu đồng. Vẫn còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nữa nha. Chỉ 7 tỷ 500 triệu đồng cho căn nhà mặt tiền đường này thôi. Anh chị nào đang có nhu cầu mua, có đam mê về mặt tiền đường kinh doanh buôn bán, hãy liên hệ ngay với em để em dẫn đi xem nhé. Hiện tại em có rất nhiều sản phẩm mặt tiền đường kinh doanh buôn bán, giá từ 5 tỷ 7 cho đến 8 tỷ rưỡi, như căn này chỉ có 7 tỷ rưỡi thôi. Ở phía sau này là nhà phòng ngủ, phòng bếp,
phía sau đầy đủ hết nha. Quý vị nào đi xem em kêu chủ nhà mở cửa cho xem nha. Em chỉ review sơ ngoài đây thôi. Đại lý buôn bán rất là tốt. Rồi em sẽ ra quay con đường phía trước cho quý vị mình xem nhé. Em chỉ sơ